Mời chị rơi nước ạ. Vâng, chị có mặt rồi. Chị Lê ạ, hôm nay vợ chồng chúng tôi mời chị sang đây là mong chị là hết sức thông cảm và chia sẻ cho cái cái tình cảm của chúng tôi với lại gia đình. Là thực ra chúng tôi thì cũng mới biết chuyện, cho nên là nói thật với chị là cũng dạ vâng, chắc chị cũng bất ngờ và sốc như gia đình chúng tôi, có đúng không ạ? Vâng chị ạ, tôi choáng lắm chứ. Chứ cái con Minh nhà tôi ấy, từ trước đến giờ nó cứng như thép, nó vững như đồng ấy. Chứ làm gì có cái chuyện mà sơ hở đã để có bầu ngay được đâu. Thực ra thì cả vợ chồng tôi thì cũng đã gặp cháu Minh bao giờ đâu. Thế nhưng mà có nghe thằng Thắng nhà tôi ấy, thì nó có nói chuyện với nhau là dạ, nó muốn giữ cái đứa bé lại. Vâng, dạ vâng ạ. Thế thì ý chị thế nào ạ? À, thế có nghĩa là cưới luôn gì? Cưới ngay gì? Cưới nhanh đi chứ. Chứ tháng sau đó tôi bận lắm, tôi phải đi du lịch xuyên Việt. Chị ạ, thưa chị, chuyện thì đã xảy ra rồi. Những ngày qua gia đình chúng tôi cũng suy nghĩ lắm. Việc có con có cháu ấy là lộc trời cho. Nhưng cái vấn đề chúng tôi lo ngại là hai cháu nó không có tình cảm với nhau mà trói buộc nhau thì tôi sợ nó không được lâu bền chị ạ. Ôi dạo ơi, tôi tưởng cái chuyện gì chứ, lo gì cái chuyện đấy. Không bền thì ly hôn, lo cái gì mà đẻ con ra thì tự chăn, chứ không ai nuôi con chúng nó được đâu. Dạ vâng, chị cứ yên tâm, gia đình chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, sẽ không để cháu thiệt thòi đâu ạ. Dạ, tôi nói như thế thì ý chị như thế nào ạ? Thế là có nghĩa là anh chị là không đồng ý cho chúng nó cưới nhau đúng không? Không. Chị bình tĩnh, không phải là ý là như thế đâu dạ. Mà đấy, cho nên hôm nay là mời chị sang đây là muốn là gia đình chúng ta là cùng nhau bàn bạc trao đổi sao cho nó hợp tình hợp lý, cũng nghĩa là tất cả là vì tương lai của con em chúng ta. Đấy, cho nên chị cũng phải hiểu cho cái tình cảm như thế ạ. Vâng. Dạ. Thôi, cái đấy là tùy anh chị. Cưới thì cưới mà chẳng cưới thì cũng chẳng sao cả. Miễn sao là chu cấp đầy đủ để nuôi nấng nó. Chứ còn tôi á, tôi không chăm lo được đâu. Tôi bận lắm. Đúng là độc lạ Bình Dương thật đấy. Cứ bảo không cưới con nhà người ta đi, người ta chả nổi giận lôi đình ấy. Đằng này phát đồng ý luôn. Chú cứ cảm giác là cái thằng này nó bị vắt chanh bỏ vỏ cháu ạ. Ăn muối mà bỏ sơ, thương quá cơ. Cháu nói cho chú nghe nhá. Người ta bảo là không sợ kẻ thù mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngây thôi. Ôi giời ơi, đằng này nhà cháu thì bao nhiêu việc rối ren như thế, ông ấy còn sẵn sàng nhiệt tình đóng góp thêm một đứa cháu nữa. Chú có biết không, mấy ngày hôm nay ý, cháu vừa phải việc cơ quan, vừa phải việc nhà, xong chạy đi chạy lại ra cả cái chỗ mặt bằng đang sửa chữa nữa. Cháu mệt phờ hết cả người lên. Ôi mệt lắm ý ạ. Chú trông này gầy đi trông thấy đấy. Cháu nhắc chú mới nhớ. Toàn bộ quỹ đen của chú đấy, nhớ chi tiêu cho chuẩn mực nhé. Cháu xin. Ôi dồi ôi, chú ơi, chú yên tâm nhá. Nhất định ý, là bọn cháu sẽ trả lại cho chú cả gốc cả lãi, không thiếu một đồng nào. Con bé này, lời với lãi cái gì? Chúng mày đừng để chú trắng tay là được. Chú không phải lo, trắng tay làm sao được. Bây giờ nhá, chú phải nâng cấp bản thân mình lên. Nếu như mà lần trước ý, cô Lan đuổi chú ra khỏi nhà, chú phải đi ăn phở, thì lần này nhá, chú đi ăn buffet hải sản cho cháu. Nếu như lần trước chú phải sang nhà cháu ngủ nhờ, thì lần này nhá, chú thuê hẳn khách sạn 5 sao cho cháu, sợ gì? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Mày đừng có mà xui dại chú nhé. Lần trước cô đuổi ra khỏi nhà, ăn vỉa hè, ngủ ké, cô còn thương, cô còn đòi về. Chứ lần này mà đi ngủ khách sạn 5 sao này, rồi ăn buffet hải sản, có mà đi về nơi xa lắm cháu ạ. Cháu biết rồi. Chú liều mạng giúp đỡ chúng mày đấy, không phải chuyện đùa đâu nhá. Vâng.
Ông ơi, ông mải nghĩ cái gì ấy nhở? Ông ăn dưa đi. Nghĩ cái gì à? Nghe vừa rồi người ta trả lời ấy, mà tôi thấy chuyện nó cứ thế nào. Thế nào là như nào? Ừ, thì đây là cái chuyện của con trẻ đúng không? Vâng. Thì nhà mình cũng thế mà nhà họ thì cũng thế. Ai mà chả thương con, chả nghĩ đến cái tương lai của chúng nó đúng không? Thế nhưng mà đến khi họ trả lời thì cứ rừng ấy. Đấy, mình lạ là lạ ở cái chỗ ấy. À, hay là họ chê thằng Thắng nhà mình, chứ nên là thà là nhận tiền chứ không chịu cưới. Biết đâu ấy, gia đình nhà người ta cũng nghĩ như mình. Người ta không muốn con cái vì đứa cháu mà nhắm mắt đưa chân để khổ cả một đời. Tôi nghĩ là mình cứ gặp cái Minh rồi tính tiếp. Mọi việc bây giờ tạm ổn rồi. Ông đừng có suy nghĩ lo lắng trầm ngâm rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế mà trước đấy bà còn cứ lo cho người ta ép cưới. Ai ngờ bây giờ chạy tuột hết cả xích. Ừ, thì ai ngờ là như thế. Nhưng mà chí ít nhá, là mình cũng hiểu gia đình nhà họ không lừa gạt hoặc là ràng buộc gì gia đình nhà mình. Chứ thực sự mà như thế nhá, có làm ầm lên ý, thì tôi quyết không chịu đâu. Bà lại... Ông ăn dưa đi, ăn đi. Không, cái gì nhỉ? Cái gì? Nghe như cứ khóc ở đâu nhỉ? Ai khóc? Đấy, đây 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 đây. Đấy đây. Bổ thân chị cháu ơi, các cô, các bác, các chú ơi. Bổ thân chị cháu ơi. Chị lo cho em và em không giúp việc gì cho chị. Các cháu, có việc gì thì các cháu đi đi. Này hai cháu, có việc gì thì vào trong nhà nói chuyện chứ sao lại ngồi đây mà khóc lóc thế này? Hả? Bác ơi bác. Hả? Bác thương chúng cháu thì bác cho chị cháu cưới đi ạ. Thì hai nhà người lớn đã nói chuyện với nhau rồi cơ mà. Hai cháu vào trong nhà đi. Bác ơi, bác không cho chị cháu cưới thì bọn cháu nằm ở đây khóc cho bác xem. Cứ bình tĩnh đi, cứ bình tĩnh đi. Thôi đi vào nhà, đi vào nhà thì ta nói chuyện ơi. Đi. Gia đình nhà cháu là gia đình gia giáo. Các bác thương thì bác thương cho chót thôi ạ. À. Các bác cho chị cháu cưới đi, không mất tiếng chị cháu quá. Chị cháu không có danh phận gì thì biết sống thế nào à bác? Chị cháu khổ quá bác. Rồi, các cháu nín đi, đứng dậy đã nào. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh. Nào, có gì thì vào nhà nói chuyện. Đi, bà vào đây. Đi, đứng dậy vào đây. Đi, đứng đây. Đi vào đây. Ôi, ông cứ ngồi xuống đi. Đi lại, chóc hết cầm mặt. Sốt hết cả rồi. Ôi, thầy bác ơi. Sao sao? Thế nào? Tình hình thế nào rồi? Khổ thân. Sao? Hai đứa ấy cứ ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Em nói thế nào cũng không được. Em mà không về nhanh, nó cũng ôm ghê đấy. Tụt cái quần ra ấy chứ. Ôi dồi ôi. Không biết là gia đình nhà này như thế nào nhở? Mẹ một kiểu, con một kiểu. Mà trong khi cái người bụng mang dạ chửa thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Đấy, cái tình hình mà cứ như thế này ấy, thì mình còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, bà con hàng xóm nữa cơ chứ. Ừ, thà họ cứ hổ báo, hay họ đòi tiền, hoặc là đòi phải cưới ấy, thì mình còn có lý nói lại họ. Đằng này cứ khóc lóc thảm thiết thôi. Mà nghe hai đứa nói, họ bắt xe 30 chỗ, nên nằm kín nhà. Chờ bên nhà mình quyết định đấy. Do tại bà đấy. Cưới mới xin đấy thì không quyết định đi đấy. Đấy, bây giờ thì bà đi bà giải quyết. Khổ quá. Tôi có nghĩ đâu là nhà người ta lắm chiêu trò như thế. Tôi đỡ làm sao được. Cái thằng này, sao mày đi đâu mà mày lâu đấy? Mày không biết là chị mày ngủ đây khóc cả nào cổ rồi không hả? Em về nhà lấy hết đồ lên đây. Đây, chị uống nước đi. Mà chị đã gọi được cho chị Minh chưa nhỉ? Chưa. Chắc phải 3-4 hôm nữa mới về. Này,
chị với mày ấy cứ về ở đây gào thật to, khóc thảm thiết vào. Đến lúc đấy nhá, người ta nghe ngán, người ta nghe ngấy thì kiểu gì chẳng phải đồng ý thôi. Mà nói thật, chán cái bà này ghê. Không chịu cưới thì để mấy hôm nữa người ta rút bỏ hết trách nhiệm, một mình chịu à? Ông Thắng thì không có vấn đề gì, nhưng mà bác gái này có vẻ cứng đấy. Lại còn được mẹ mình nữa, nhanh nhẩu. Em sợ là khó đấy. Mày cứ phải tin tưởng chị chứ. Không cái đòn nào ấy bằng cái đòn tâm lý cả. Mày cứ ở đây đi, khóc lóc thảm thiết vào, còn lại để chị lo. Các cụ đã bảo rồi, không sợ gió, không sợ mưa, nhưng mà xin thưa ấy, là chị sợ hàng xóm thôi. Mấy người đấy mà đồn ra đồn vào à, thì kiểu gì chả đồng ý, đúng không? Ôi,